Xin chào quý vị và các bạn. Huyền Trang rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình On Tip, chương trình đồng hành và đưa ra nhận định cùng giải đấu UEFA Euro 2020. Chương trình được tài trợ bởi tập đoàn Sun House, thương hiệu gia dụng nhà và bếp hàng đầu Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, đêm qua và rạng sáng nay, hai trận đấu cuối trong khuôn khổ vòng 1/8 của vòng chung kết Euro 2020 tiếp tục mang tới quá nhiều bất ngờ. Ở cặp đấu được chờ đợi nhất giữa hai đối thủ nhiều duyên nợ, Anh và Đức, dù không thực sự có nhiều niềm tin của người hâm mộ sau màn trình diễn kém thuyết phục tại vòng bảng, những chú sư tử Anh đã bất ngờ gầm vang để đánh bại cỗ xe tăng Đức với tỷ số 2-0. Sterling tiếp tục lập công cho Tam Sư, trong khi đội trưởng Harry Kane cuối cùng cũng đã có pha lập công đầu tiên tại vòng chung kết năm nay. Ở trận đấu diễn ra sau đó, cuộc đọ sức giữa Thụy Điển và Ukraine đã phải kéo sang thời gian thi đấu bù giờ trước khi Artem Dobik ghi bàn ấn định thắng lợi 2-1 cho Ukraine ở những phút bù giờ của hiệp phụ thứ hai. Đây là chiến thắng lịch sử của thầy trò huấn luyện viên Andriy Shevchenko bởi họ đã giúp cho đội tuyển Ukraine lần đầu tiên giành vé vào tứ kết tại một vòng chung kết Euro. Những khán giả trúng giải trong mini game dự đoán kết quả hai trận đấu này sẽ được chúng tôi công bố trên fanpage On Sport. Xin mời những người chơi trúng giải hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được những phần quà của chương trình đến từ nhà tài trợ Sun House, thương hiệu gia dụng nhà và bếp hàng đầu Việt Nam. Thưa quý vị, như vậy là vòng 1/8 đã khép lại và tiếp tục sẽ là vòng tứ kết với trận đấu đầu tiên là trận đấu giữa Thụy Sĩ và Tây Ban Nha vào lúc 23 giờ ngày 2 tháng 7 trên sân vận động Krestovsky của thành phố Saint Petersburg của Nga với nhiệt độ được dự báo là 22 độ C. Thưa quý vị, Thụy Sĩ và Tây Ban Nha, họ là những nhân vật không thể thiếu góp phần tạo nên một sức hấp dẫn tột độ của vòng 1/8 vừa qua. Tây Ban Nha đã trải qua những phút giây nghẹt thở trong cuộc rượt đuổi tỷ số trước Croatia và chỉ có thể giành chiến thắng trong hiệp phụ, trong khi Thụy Sĩ thậm chí còn phải trải qua những giây phút đáng nhớ hơn khi gỡ hòa 3 đều trước đương kim vô địch thế giới Pháp ở phút thi đấu chính thức cuối cùng trước khi giành được chiến thắng và cả tấm vé đi tiếp từ loạt đá luân lưu 14m. Dẫu vậy, sau những giây phút thăng hoa, Thụy Sĩ lúc này cần phải trở về mặt đất để chuẩn bị cho một trận đấu hết sức khó khăn phía trước. Thiệt thòi đáng kể nhất của đội tuyển xứ sở đồng hồ ở trận tứ kết tới đây sẽ là sự vắng mặt của đội trưởng Granit Xhaka, người đã nhận đủ 2 thẻ phạt và sẽ bị treo giò. Không có kinh nghiệm của Xhaka, Thụy Sĩ sẽ phải trông đợi nhiều vào sự xuất sắc trên hàng công của những cái tên như Gilbert, Seferovic và Shaqiri. Trong khi đó, đội hình đội tuyển Tây Ban Nha hiện không ghi nhận bất cứ trường hợp có khả năng phải vắng mặt đáng tiếc nào vì chấn thương hoặc thẻ phạt. Đội bóng trẻ trung của huấn luyện viên Luis Enrique càng chơi càng đạt được độ nhuần nhuyễn đáng nể. Lúc này, họ vẫn là một đội bóng có tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình cao nhất và là đội ghi nhiều bàn thắng nhất tại vòng chung kết Euro năm nay. Ở cặp đấu này, thành tích đối đầu hoàn toàn nghiêng về phía đội tuyển Tây Ban Nha khi họ đã giành 16 chiến thắng sau 22 lần đối đầu giữa hai đội. Thụy Sĩ chỉ có một chiến thắng duy nhất và hai đội đã hòa nhau 5 trận. Với lợi thế về nhân sự và thành tích đối đầu, Tây Ban Nha là đội được đánh giá cao hơn. Do vậy, trong một giải đấu có quá nhiều bất ngờ như vòng chung kết Euro năm nay, cộng với tinh thần hưng phấn sau chiến tích đánh bại đội tuyển Pháp ở vòng trước, Thụy Sĩ chắc chắn sẽ không để cho đối thủ của họ có một trận đấu dễ dàng ở cuộc đọ sức tới đây. On Tip xin được gợi ý đầu tư vào một trận đấu có nhiều hơn 2 bàn thắng ở cuộc đối đầu này với kết quả thắng nhân 0.77. Hãy truy cập vào fanpage On Sport để tham gia dự đoán kết quả trận đấu giữa hai đội tuyển Thụy Sĩ và Tây Ban Nha và nhận phần quà của chương trình bao gồm một giải nhất điều hòa không khí Sun House trị giá 9.225.000 đồng, một giải nhì nồi chiên không dầu 3.5 lít Sun House Mama trị giá 2.250.000 đồng, ba giải ba mỗi giải một chảo inox 5 đáy Sun House trị giá 389.000 đồng. Huyền Trang xin chúc quý vị và các bạn sẽ trở thành những người chơi may mắn nhận được phần quà giá trị đến từ nhà tài trợ Sun House, thương hiệu gia dụng nhà và bếp hàng đầu Việt Nam. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!